Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố có buổi làm việc với Sở Văn hóa Thể thao thành phố về tình hình và kết quả hoạt động của ngành năm 2023. Trong năm 2023 với công tác triển khai thực hiện đề án, quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, đã thu hồi 50 bản hết hạn quy hoạch năm 2022 và 71 bản hết hạn năm 2023. Các sở ngành địa phương thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp chấn chỉnh tình trạng quảng cáo ra vặt, gây mất mỹ quan đô thị. Theo đó, tổ chức hơn 150 đợt ra quân tẩy xóa hơn 40.000 mẫu quảng cáo rao vặt sai quy định, xử phạt hành chính 25 trường hợp. Bên cạnh đó, với đề án phát triển văn hóa xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế, chú trọng xây dựng con người Đà Nẵng văn minh, thân thiện, làm nền tảng xây dựng thành phố an bình đáng sống, hình thành các giá trị bản sắc riêng phù hợp với truyền thống lịch sử văn hóa của người Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030, các đơn vị địa phương liên quan đã tham mưu triển khai các nhiệm vụ đề ra. Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố đánh giá cao về việc Sở Văn hóa Thể thao triển khai đồng bộ các giải pháp, đạt nhiều kết quả tích cực và sẽ tổng hợp các ý kiến, đưa vào báo cáo thẩm tra của Hội đồng Nhân dân thành phố. Bên cạnh đó, đề nghị Sở cần thống nhất trong quan điểm xử lý về việc thực hiện đề án quy hoạch quảng cáo ngoài trời, sớm có giải pháp căn cơ về việc giải quyết bản quảng cáo, tăng cường kiểm tra xử lý quảng cáo ra vặt. Sở cũng cần đẩy nhanh tiến độ công nhận di tích lịch sử tại đình làng Liên Chiểu và cần có hướng dẫn cho các địa phương về nhà sinh hoạt cộng đồng